Thưa quý vị, mới đây Công an tỉnh Thái Nguyên triệu tập người phụ nữ và xử phạt 7,5 triệu đồng do đăng thông tin không đúng sự thật về một nữ công nhân lây nhiễm HIV cho nhiều người. Ngày 26 tháng 7, trên mạng xã hội lan truyền bài viết hình ảnh có thông tin sai sự thật liên quan đến nữ công nhân công ty Samsung Thái Nguyên nhiễm HIV và lây lan cho nhiều người. Lực lượng chức năng địa phương đã vào cuộc làm rõ. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện trường hợp NTN, sinh năm 1986, trú tại thành phố Thái Nguyên, đăng tải bài viết trên Facebook với lời lẽ khiếm nhã, kèm theo hình ảnh một người phụ nữ và danh sách 16 nam giới bị nhiễm HIV từ người phụ nữ trên. Khi được mời đến làm việc với cơ quan công an, NTN đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình khi đăng tải thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm đến uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân và tự giác đăng bài đính chính trên Facebook của mình. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng đối với NTN về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Sáng 27 tháng 7, bác sĩ Nguyễn Hùng Mạnh, trưởng khoa hồi sức cấp cứu chống độc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, cháu bé TTK, 2 tuổi, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An trước đó bị ngưng tim do đuối nước, hiện đã cai thở máy, đang thở oxy qua mặt nạ. Sức khỏe của cháu bé hiện đã có nhiều chuyển biến tích cực, gọi hỏi có nhận biết. Trước đó, câu chuyện về bác sĩ Phan Nhân Hậu đã đuổi theo xe máy người lạ cứu cháu bé TTK, 2 tuổi, trú bản Kim Hồng, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An, bị đuối nước, ngừng tim khiến nhiều người cảm phục và xúc động. Bác sĩ Hậu cùng các đồng nghiệp sơ cấp cứu cho cháu bé, đồng thời gọi điện cho các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương chuẩn bị sẵn sàng cấp cứu khi xe cấp cứu chuyển bệnh nhi đến. Cháu bé đã được cứu sống thần kỳ, có nhịp tim trở lại sau gần 30 phút cấp cứu cam go và chạy đua với tử thần của các y bác sĩ. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có thư khen ngợi bác sĩ Phan Nhân Hậu, trưởng khoa ngoại gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Cơ quan khí tượng dự báo Bắc Bộ lại sắp tiếp tục có đợt mưa lớn trở lại sau vài ngày nắng nóng gay gắt. Hôm nay 27 tháng 7, Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng từ 35 đến 37 độ C, có nơi gay gắt trên 37 độ C. Chiều tối và đêm cùng ngày, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Từ 28 tháng 7, nắng nóng dịu dần ở Bắc Bộ. Đêm 28 tháng 7 cùng ngày, Bắc Bộ khả năng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Hình thái thời tiết này có thể kéo dài đến 31 tháng 7. Ngoài ra, chiều và đêm 27 tháng 7, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Trong hai ngày 27, 28 tháng 7, Bắc và Trung Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, lãi suất huy động liên tục được ngân hàng điều chỉnh tăng thời gian gần đây khiến nhiều câu hỏi đặt ra là lãi suất ngân hàng sẽ tiếp tục tăng hay giảm trong nửa cuối năm nay. Chuyên gia kinh tế, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh nhận định lãi suất huy động sẽ tăng trong nửa cuối năm 2024, còn lãi suất cho vay giữ sự ổn định. Tuy nhiên, ông Thịnh cho rằng xu hướng tăng của lãi suất huy động sẽ không nhanh. Lãi suất huy động tăng phản ánh sự phục hồi ở các mặt của nền kinh tế, cũng là yếu tố cần thiết giúp tăng sức hút cho dòng tiền nhàn rỗi trong dân cư để quay vòng, tiếp tục tạo ra nguồn tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh. Hệ quả tất yếu của việc này là lãi suất cho vay cũng có thể tăng theo, nhưng với độ trễ từ huy động cho đến vay thì lãi suất cho vay sẽ không tăng trong năm nay. Với việc ngân hàng nhà nước đã và đang thực hiện chính sách tiền tệ ổn định, khuyến khích các ngân hàng thương mại tối ưu cắt giảm chi phí để mang đến mức lãi suất cho vay có lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, lãi suất cho vay được kỳ vọng tiếp tục giảm hoặc chí ít là bình ổn trong giai đoạn cuối năm nay. Liên quan vụ hơn 60 công nhân nhập viện nghi ngộ độc sau bữa cơm trưa, Sở Y tế Bình Phước đề nghị tạm đình chỉ cơ sở bán suất ăn cho công nhân. Trước đó, chiều 23 tháng 7, sau khi ăn trưa tại công ty, 63 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Pinjuan Việt Nam, khu công nghiệp Nam Đồng Phú, huyện Đồng Phú có biểu hiện bị ngộ độc, trong đó có 48 công nhân phải nhập viện theo dõi và điều trị, 15 ca khác nhẹ hơn đã xin về ngay sau đó. Bước đầu, theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Phước, qua khai báo của công nhân, các suất ăn trên do công nhân tự gom tiền và cử đại diện mua tại một cơ sở bên ngoài công ty. Cụ thể, món ăn trưa bao gồm cơm trắng, thịt kho đậu hũ, sườn kho thơm, canh bí, rau
xào. Tuy nhiên, sau ăn khoảng 15 phút, nhiều công nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, chóng mặt, tiêu chảy nên được đưa vào trung tâm y tế huyện Đồng Phú cấp cứu. Sở Y tế tỉnh Bình Phước yêu cầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ ngộ độc và xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời đề nghị tạm đình chỉ hoạt động cơ sở bán suất ăn cho những công nhân trên. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, ngày 26 tháng 7, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên huy động hàng nghìn người chia theo nhiều tổ khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau trận lũ quét xảy ra tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên. Ngay khi trời sáng, thời tiết khô ráo, nước lũ bắt đầu rút, các lực lượng cùng đông đảo người dân địa phương tập trung về bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn chia theo nhiều tổ đội xuống ruộng lúa, đi dọc tuyến sông tìm kiếm nạn nhân mất tích. Do đây là những vị trí được xác định có nhiều khả năng tìm thấy nạn nhân mất tích nên các lực lượng khoanh vùng ưu tiên tìm kiếm. Mặc dù thời tiết không còn mưa, song công tác tìm kiếm 5 nạn nhân mất tích tại bản Mường Pồn 1 vẫn chưa có kết quả, gặp nhiều khó khăn do hàng vạn mét khối đất đá vẫn còn ngổn ngang. Ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên cho biết, trên địa bàn xã Mường Pồn có 25 nhà bị cuốn trôi, 26 hộ có nhà bị sập đổ hoàn toàn, 104 hộ bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương đã sắp xếp nơi ăn, ở cho các hộ dân tại nhà văn hóa, trường học để đảm bảo an toàn cho bà con. Chính quyền địa phương hiện đã tiếp cận, hỗ trợ 29 hộ tại khu vực bản lĩnh bị cô lập do chia cắt về giao thông. Thưa quý vị, mới đây ca sĩ, nhạc sĩ Sĩ Luân đã phủ nhận tin đồn sống thực vật đang lan truyền trên mạng xã hội. Nam nhạc sĩ khẳng định hiện tại sức khỏe của anh ổn định. Ngày 26 tháng 7, trên trang cá nhân, ca sĩ, nhạc sĩ Sĩ Luân chia sẻ ảnh chụp màn hình một bài viết đang lan truyền trên mạng xã hội. Nội dung bài viết như sau: tiếc cho cuộc đời nhạc sĩ tài năng, nhất nhì showbiz Việt. Sự nghiệp đỉnh cao thì bị tai nạn giao thông, sống thực vật suốt 5 năm, ngơ ngác như một đứa trẻ, giờ không thể quay lại cuộc sống xưa. Anh phủ nhận chuyện sống thực vật như bài viết lan truyền trên mạng xã hội. Sĩ Luân khẳng định trên trang cá nhân, em vẫn sống rất vui vẻ và yêu đời. Tai nạn chỉ là một trải nghiệm và may mắn cho cuộc đời của em ạ. Cảm ơn mọi người luôn yêu quý Sĩ Luân. Được biết trước đó, vào năm 2009, Sĩ Luân gặp tai nạn nghiêm trọng, anh phải mổ não 2 lần. Mặc dù giữ được mạng sống nhưng Sĩ Luân đã phải trải qua cuộc sống thực vật. Suốt 5 năm trời, cuộc sống của Sĩ Luân do một tay mẹ chăm sóc, anh không thể tự ăn uống, tự sinh hoạt như một người bình thường. Thưa quý vị, nhiều năm trở lại đây, âm nhạc điện tử đã trở thành loại hình giải trí được giới trẻ Việt Nam và thế giới ưa chuộng. Không chỉ dừng lại ở đam mê thưởng thức, âm nhạc điện tử đã trở thành nguồn cảm hứng để nhiều bạn trẻ Việt Nam học hỏi, phát triển tài năng thành nghề nghiệp, đưa âm nhạc Việt Nam vươn tầm quốc tế. Vinjazz và Jim, hai DJ producer từ Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh tại Ultra Europe 2024, lễ hội âm nhạc EDM lớn nhất thế giới diễn ra ở Split, Croatia. Đây là nhóm Việt Nam duy nhất tham gia sự kiện này, nơi quy tụ các nghệ sĩ hàng đầu như Armin van Buuren, Martin Garrix và Afrojack. Vinjazz với hơn 15 năm kinh nghiệm, nổi bật với phong cách kết hợp âm nhạc điện tử và âm hưởng truyền thống Việt Nam. Jim, DJ trẻ triển vọng, thu hút sự chú ý với kỹ thuật mix điều luyện và sáng tạo âm nhạc độc đáo. Cả hai đã thành công khi chọn con đường chinh phục thị trường âm nhạc quốc tế, góp mặt tại Ultra Europe 2019 và 2024, nâng tầm âm nhạc Việt Nam trên bản đồ âm nhạc thế giới. Sắp tới, Vinjazz và Jim sẽ tiếp tục phát hành sản phẩm âm nhạc mới và thực hiện tour diễn quốc tế, với hy vọng sẽ tạo thêm nhiều dấu ấn nổi bật cho âm nhạc điện tử Việt Nam.